Em chào các anh chị, em là Lan Rừng Thủy Cai. Số điện thoại để các anh chị liên hệ đặt hàng với nhà em là 0866189566. Các anh chị có thể nhắn tin hoặc gọi điện qua Zalo đều được hết các anh chị nhé. Và em ship hàng toàn quốc, phí ship đồng giá sẽ là 30.000 đồng tiền cước. Ngoài ra cũng tùy từng loại mặt hàng mà em cũng sẽ bao cước cho các anh chị. Và cụ thể là loại nào thì các anh chị theo dõi giúp em nhé. Hoàng thảo vôi. Ở hoàng thảo vôi thì phải nói là hoa nó cực kỳ là thơm luôn. Tuy nhiên cái lô vôi này thì là người dân người ta lấy hàng á, người ta không để ý, xong nào người ta để nó bị gãy cái đầu ngọn một chút xíu, nhưng mà các anh chị vẫn chơi được hoa các anh chị nhá. Đấy, những cái mắt hoa đây này, tới này các anh chị vẫn được chơi hoa cơ. Chính vì nó bị hơi bị gãy đầu ngọn nên là hôm nay em sẽ xả hàng hoàng thảo vôi với giá là 150.000 đồng một cân thôi. Còn quá là rẻ. Em nhập là 160.000 đồng một cân đấy. Em xả hàng 150.000 đồng một cân các anh chị ạ. Bình thường các anh chị mua vôi là 200 cho đến 250 ạ. 50.000 đồng một bó nhá. 150.000 đồng một cân. Sơn Thủy Tiên cũng là một dòng lan có mặt hoa đẹp. Hoa cánh nó dày và rất là đẹp luôn đấy. Hoa nó thơm các anh chị ạ. Đây Sơn Thủy Tiên đây ạ. Rất là đẹp luôn. Em có 5 phần Sơn Thủy Tiên. Em sẽ ký hiệu cho các anh chị để các anh chị chọn nhé. Đấy. Phần số 1 Sơn Thủy Tiên số 1 này. 100.000 đồng. Đây ạ. À thôi cái phần này thì em xả hàng luôn. Cái thân cái đây này có cái thân này nó hơi bị xước từ rừng thôi. Thôi phần Sơn Thủy Tiên số 1 này 80.000 nhá. Sơn Thủy Tiên số 2 cũng có hai dề như thế này. 100.000 đồng. Sơn Thủy Tiên số 3 có ba dề như thế này, 1 2 3. 100.000 đồng các anh chị nhé. Nói chung là những cái phần nào dề nó to thì mình sẽ được ít dề hơn. Phần nào dề nó nhỏ nhỏ hơn chút xíu thì mình sẽ được nhiều dề hơn. Tất cả những cái thân Sơn Thủy Tiên thì nó đều đang sưng mắt đụng lên như thế này này. Đấy các anh chị thấy này. Rất là đẹp luôn, tới này mình sẽ được ngắm hoa. Sơn Thủy Tiên số 4 100.000 đồng, mình sẽ có hai dề như thế này nhé các anh chị. Đấy. Sơn Thủy Tiên số 5 cũng 100.000 đồng, mình cũng sẽ có hai dề đấy ạ. Nói chung là Sơn Thủy Tiên thì cái thân của nó, đặc điểm là thân của nó sẽ phình ở khoảng giữa như thế này, chứ không như Hoàng Lạp các anh chị nhé. Hoàng Lạp thì thân nó sẽ thẳng tưng, nó sẽ không có độ phình đâu ạ. Hoàng Thảo Trần Tuấn là top 110 loại lan quý hiếm và cũng chi thoảng mới có thôi. Hoàng Thảo Trần Tuấn thì em bán với giá là 150.000 đồng một lạng. Hiện tại Trần Tuấn đang có nụ rồi các anh chị ạ, đang có nụ rồi nhá. Đó, về là tới này mình sẽ được chơi hoa. Bình thường thì nó sẽ nở hoa vào đúng cái dịp Tết đấy, hoặc chỉ sau Tết một chút xíu thôi. Nhưng mà năm nay lạnh cho nên là nó cũng hơi chậm một chút xíu các anh chị ạ. Thì tới này mình sẽ được chơi hoa trọn vẹn này, những cái nụ của nó này. Đó, 150.000 đồng một lạng. Hoặc các anh chị có thể mua theo phần là 80.000 đồng một phần. Em có 3 phần thạch hộc tía như thế này ạ. Mỗi phần là 80.000 nhá. Thạch hộc tía, mỗi phần là 80.000 đồng. Nó đã thắt ngọn rồi và thậm chí là có những cái thân nó cũng đang nhú nụ rồi. Có cái thân thì nó nở trước Tết rồi, nhưng có thân bây giờ mới bắt đầu nhú nụ thôi các anh chị ạ. 80.000 đồng một phần thạch hộc tía, em có 3 phần. Lan Chuỗi Ngọc là một dòng lan có mặt hoa đẹp. Và riêng cái lô này thì nó lại càng đẹp. Tại vì sao ạ? Tất cả những cái mắt ngọc của nó, các anh chị có thể thấy nó rất là sáng bóng. Rất là sáng bóng, căng tròn đều như thế này. Và đồng thời là nó đang có nụ nữa các anh chị nhé. Đấy, đây này. Đấy, nó đang nhú nụ lên như thế này rồi. Em bán Lan Chuỗi Ngọc với giá là 150.000 đồng một chậu. Lấy 2 chậu em sẽ bao ship cho các anh chị. Bình thường các anh chị phải mua chuỗi ngọc với giá là 180 cho đến 200.000 một chậu đấy. Nhưng hôm nay mình chỉ mua với giá là có 150.000 thôi. Và cái lô này nó rất là đẹp các anh chị nhé. Tới này các anh chị sẽ được ngắm hoa này. Nụ rất là nhiều luôn đấy. Hạc đỉnh đỏ hiện tại đang có nụ này các anh chị này. Bình thường nó nở hoa vào đúng Tết đấy, nhưng năm nay nó lạnh quá cho nên là nó nở chậm hơn một chút xíu. Hàng đang có nụ như này em bán với giá 130.000 đồng một chậu nhá. Các anh chị lấy 3 chậu em sẽ bao ship các anh chị ạ. Đối với những cái hàng đang có nụ nhá. Còn đối với những cái chậu mà nó bị gãy nụ như thế này này, em sẽ xả hàng với giá 90.000 đồng một chậu với những cái chậu đã gãy nụ rồi nhá. Mình về mình làm giống ạ. Em lấy vài cái chậu giả hạt hao ai trắng xuống để giới thiệu với các anh chị. Ngoài ra đằng sau vườn em còn rất là nhiều, nên là khi mà chọn hàng cho các anh chị thì em cũng sẽ chọn cho các anh chị những cái chậu đẹp trong lô hàng. Các anh chị cứ yên tâm nhé. Mà hầu hết là chậu nào cũng đẹp hết các anh chị ơi. Giả hạt hao ai trắng là một loại lan mà bông to, sai hoa, đặc biệt là cái mùi thơm của nó thì miễn chê các anh chị ạ. Đây một cái chậu giả hạt hao ai trắng như thế này, nó đã thắt ngọn và đã xuống lá hết rồi. Hiện tại có những cái thân nó đang nhú nụ và có những cái thân thì nó chỉ là đang sưng mắt thôi. Tại vì là cái lô này thì nhà vườn người ta không kích hoa, người ta để cho ra hoa tự nhiên. Hầu hết chậu nào nó cũng lên những cái mầm gốc rồi đây các anh chị thấy ạ. Đấy, chậu nào cũng lên mầm gốc như thế này rồi. Hao ai trắng em bán những cái chậu 3 thân là 60.000, chậu 4 thân là 70.000 và chậu từ 5 thân trở lên
sẽ là 100.000. Các anh chị lấy 3 chậu em sẽ bao ship các anh chị nhé. Cái giá thành này nó rất là rẻ. Giá thành này gọi là giá em chạy số lượng thôi ạ. Tại vì sao các anh chị có, nếu các anh chị chơi lan lâu năm rồi ấy, các anh chị có thể biết là ngày xưa một cái chậu như thế này, cách đây hơn 1 năm một cái chậu như thế này thôi, các anh chị đã phải mua với giá là 400.000 rồi, đúng không ạ? Bây giờ chỉ có 60.000 đồng một cái chậu này thôi, quá là rẻ. Trầm rồng đỏ thì là những cái chậu nhiều thân, hầu hết là nó đã thắt ngọn và nó đang trong cái quá trình xuống lá. Nó xuống lá gần hết rồi đây các anh chị ơi. Và có những cái thân thậm chí là nó cũng đã nhú nụ lên như thế này rồi đây các anh chị ạ. Không phải thân nào cũng đang nhú nụ to như thế này, nhưng mà hầu hết là nó đã sưng mắt và nó đang nhú nụ rồi. Các anh chị nhé, trầm rồng đỏ là một loại lan hoa rất là thơm. Bình thường nó sẽ nở vào tầm khoảng trước hoặc là trong Tết đấy, nhưng mà năm nay cái khí hậu nó lạnh quá các anh chị ơi, cho nên là nó ra chậm hơn một chút xíu. Với lại cái lô này nhà vườn cũng để cho ra hoa tự nhiên đấy, cho nên là nó cũng sẽ không đồng đều. Đấy, bình thường một cái chậu có hai thân các anh chị đã phải mua với giá là 100.000 rồi. Hôm nay nhà em là những cái chậu nó nhiều thân như thế này nhá, em bán với giá chỉ có 150.000 đồng một chậu thôi. Và các anh chị lấy hai chậu em sẽ bao ship cho các anh chị trầm rồng đỏ. Em có một cái chậu trầm rồng đỏ này, đúng ra thì cũng là 150.000, tuy nhiên cái chậu này, cái thân này thì lúc nãy em lấy xuống nên là em làm gãy này. Đây này, em làm gãy tiếc đây, tiếc. Thân này nó cũng đang có nụ, nhưng mà phần dưới này các anh chị vẫn có thể ươm ki được nhá. Với lại nó còn rất là nhiều thân như thế này nữa. Đây này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cả thân gãy nữa là 7 thân. Cả thân bé bé này 8 thân cơ. Đấy, thì tới này mình cũng có rất là nhiều thân. Chính vì nó bị gãy cái thân cao nhất này rồi, thân cao nhất và nó đang có nụ nữa, nên là em xả hàng cái chậu này với giá là chỉ có 120.000 thôi. Duy nhất chậu này các anh chị nhé. Phi điệp 5 cánh trắng hạng hầm. Đây các anh chị có thể thấy là mầm gốc đang lên rất là nhiều này. Nó vẫn có những cái thân nó còn nụ và cũng sẽ có những cái thân nó đã nở hoa rồi. Cũng có cái thân nó cũng sắp tàn như thế. Đấy, nó cũng tàn. Cũng sẽ có những cái thân nó còn nụ như thế này. Những cái chậu hai thân em bán với giá là 50.000, lấy 3 chậu em bao ship. Và những cái chậu nhiều thân như thế này thì như bình thường em bán là 150 một chậu đấy, đúng không ạ? Nhưng hôm nay em sẽ xả hàng với giá là 120 một chậu, lấy 3 chậu em cũng bao ship nhá. 5 cánh trắng hạng hồng, một dòng lan hoa thơm cực kỳ. Bình thường nó sẽ nở hoa vào đúng cái dịp Tết mùa xuân đấy. Thế tuy nhiên cái lô này nhà vườn người ta cái thứ nhất là kích hoa sớm hơn. Đấy, sau nào có những cái thân với lại ở trên Cao Bằng chúng em á, nó lạnh quá cho nên là nó nở muộn. Có những cái nụ nó nở muộn ạ. Kiều vàng bây giờ nó cũng đang bắt đầu sưng mắt nụ lên như thế này này các anh chị này. Đấy, kiều vàng nhá, bắt đầu là sưng mắt nụ rồi. Tới này các anh chị sẽ được chơi hoa. Kiều vàng số 1 80.000. Kiều vàng số 2 cũng là 80.000 đây các anh chị thấy này. Đấy, nó là hàng rừng, nó cũng không phải xấu đâu các anh chị ơi. Đấy, em lọc hết rồi, cắt tỉa hết rồi này, 80.000. Kiều vàng số 3 80.000 nhá các anh chị, rất là nhiều thân luôn á. Kiều vàng số 4 này cũng là 80.000 này. Kiều vàng số 5 có 2 dề. 2 dề này thì đúng ra nó cũng là 80.000, thế tuy nhiên thật thôi em bán xả hàng với giá là 60.000 thôi các anh chị nhá. 2 dề, 1 dề nó thân cao, 1 dề thấp. Kiều vàng số 6 này là hàng thanh lý. Kiều vàng số 6 này em bán với giá là 30.000 đồng để các anh chị vào vườn. Đó là những cái mặt hàng của nhà em ngày hôm nay. Em xin kết thúc video tại đây và em chào các anh chị.